bánh mì croissant các bạn nha. Này với tôi cũng đi du lịch vô cùng nhiều, nhìn mạnh vô cùng. Với hôm nay là dùng nguyên liệu nhiều vải trơn các bạn nha, vải trơn hoàn toàn không có lông luôn. Nếu các bạn xài những loại vải mà bên ngoài thị trường hay sử dụng là vải lông nhung, các bạn xài có một cái tháng bắt đầu có lớp lông lông trên vải này, hôm nay là vải nó sẽ bong tróc, nó rụng ra, ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn nha. Hôm nay mình dùng cái chất liệu vải là vải trơn luôn, hoàn toàn không có lông luôn. Này mình bao giặt luôn, giặt bằng máy luôn. Này mình có dây kéo, hai cái dây kéo đây, hai cái này đây luôn. Bạn cứ mà tháo ra rồi lấy vòng, lấy vòng ra rồi bỏ vào cái giặt giặt bình thường các bạn nha. Này có chịu khổ vô cùng đọc lại, này chỉ bên mình mới có. Này vừa này này thơm phức luôn nha. Hello các bạn, mình là Mít Ăn Việt Nam.